Chào mừng các em đến với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 3. Các em ở sách giáo khoa của môn toán lớp 3, trang 120 phần luyện tập trung. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Bài tập số 1 người ta yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Câu A. Chúng ta thực hiện phép tính thứ nhất của câu A là 821 nhân với 4. Thì ở đây chúng ta đặt tính và thực hiện phép tính như sau. Chúng ta lấy 4 nhân với lần lượt các chữ số của số 821 theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là chúng ta lấy 4 nhân 1 bằng 4. Viết 4. Sau đó lấy 4 nhân 2 bằng 8. Chúng ta viết 8. Tiếp tục chúng ta lấy 4 x 8 bằng 32. Chúng ta viết 32. Như vậy 821 nhân với 4, chúng ta được kết quả là 3.284. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính. 3.284 chia cho 4. Thì ở đây chúng ta đặt tính và thực hiện phép tính như sau. Số chia là 4 có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn một chữ số theo thứ tự từ trái sang phải của số bị chia. Thì đầu tiên chúng ta chọn 3, nhưng vì 3 bé hơn 4 không chia được cho 4, cho nên chúng ta cần phải chọn thêm một chữ số nữa. Và lúc này chúng ta có số 32. Thì 32 chia 4 chúng ta được 8. Sau đó lấy 8 nhân ngược lên với số chia là 4, thì 8 nhân 4 bằng 32, và lấy 32 trừ 32 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 8 xuống. Chúng ta lấy 8 chia cho 4, thì 8 chia cho 4 chúng ta được kết quả bằng 2, viết 2. Sau đó lấy 2 nhân ngược lên với số chia là 4, thì 2 nhân 4 bằng 8, và lấy 8 trừ 8 bằng 0. Tiếp theo chúng ta sẽ hạ chữ số cuối cùng của số bị chia xuống, tức là chúng ta hạ 4 xuống. Bây giờ chúng ta lấy 4 chia cho 4 thì chúng ta được kết quả là 1. Sau đó lấy 1 nhân ngược lên với số chia là 4, thì 1 nhân 4 bằng 4, và lấy 4 trừ đi 4 bằng 0. Như vậy 3.284 chia cho 4 chúng ta được kết quả bằng 821. Tiếp theo chúng ta làm câu B. Câu B phép tính thứ nhất là 1.012 nhân với 5. Thì ở đây chúng ta đặt tính và thực hiện phép tính như sau. Chúng ta lấy 5 nhân với lần lượt các chữ số của số 1.012 theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là 5 nhân 2 bằng 10, viết 0 như 1. Tiếp theo là 5 nhân 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, chúng ta viết 6. Tiếp tục chúng ta lấy 5 nhân 0 bằng 0, viết 0. Và cuối cùng là 5 nhân 1 bằng 5, viết 5. Như vậy 1.012 nhân với 5 chúng ta được kết quả là 5.060. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính 5.060 chia cho 5. Thì 1.012 nhân với 5 bằng 5.060. Như vậy 5.060 mà chia cho 5 thì chắc chắn chúng ta sẽ được kết quả là 1.012.
Thì như vậy kết quả có đúng bằng 1012 hay không? Thì chúng ta sẽ đặt tính và thực hiện phép chia. 5060 chia cho 5 như sau. Ở đây số chia là 5, có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn một chữ số theo thứ tự từ trái sang phải của số bị chia, tức là chúng ta chọn 5. Thì 5 chia 5 chúng ta được kết quả là 1. Sau đó lấy 1 nhân ngược lên với số chia là 5, thì 1 nhân 5 bằng 5, và lấy 5 trừ 5 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 0 xuống. Bây giờ chúng ta lấy 0 chia cho 5, thì 0 chia cho 5 chúng ta được kết quả là 0. Sau đó lấy 0 nhân ngược lên với số chia là 5, thì 0 nhân 5 bằng 0. Sau đó lấy 0 trừ đi 0 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 6 xuống. Bây giờ chúng ta lấy 6 chia cho 5, thì 6 chia cho 5 chúng ta được kết quả là 1. Sau đó lấy 1 nhân ngược lên với số chia là 5, thì 1 nhân 5 bằng 5, và lấy 6 trừ 5 bằng 1. Cuối cùng chúng ta hạ chữ số còn lại của số bị chia xuống, tức là chúng ta hạ 0 xuống. Bây giờ chúng ta có số 10, và lấy 10 chia cho 5, thì chúng ta được kết quả là 2. Sau đó lấy 2 nhân ngược lên với số chia là 5, thì 2 nhân 5 bằng 10, và lấy 10 trừ đi 10 bằng 0. Như vậy 5060 chia cho 5 chúng ta được kết quả bằng 1012. Như vậy là 1012 nhân với 5 thì chúng ta được kết quả là 5060. Và ngược lại, chúng ta lấy 5060 chúng ta chia cho 5 thì chúng ta sẽ được kết quả là 1012. Tiếp theo chúng ta làm câu C. Và phép tính thứ nhất của câu C là 308 nhân với 7. Thì ở đây chúng ta đặt tính và thực hiện phép tính như sau. Chúng ta lấy 7 nhân với lần lượt các chữ số của số 308 theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên là 7 nhân với 8 bằng 56. Chúng ta viết 6 nhân 5. Sau đó lấy 7 nhân với 0 bằng 0, thêm 5 là 5, viết 5. Cuối cùng chúng ta lấy 7 nhân 3 bằng 21, viết 21. Như vậy 308 nhân với 7 chúng ta được kết quả là 2156. Và bây giờ chúng ta lấy 2156 chia cho 7, thì 2156 chia cho 7 chắc chắn chúng ta được kết quả bằng 308. Thì muốn biết kết quả có đúng bằng 308 hay không, chúng ta sẽ đặt tính và thực hiện phép chia như sau. Ở đây số chia là 7, có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn một chữ số theo thứ tự từ trái sang phải của số bị chia, tức là chúng ta chọn 2. Thì ở đây 2 bé hơn 7, cho nên 2 không chia được cho 7. Vì vậy chúng ta cần phải chọn thêm một chữ số nữa, tức là chúng ta chọn thêm 1, và bây giờ chúng ta có số 21. Thì 21 chia cho 7 chúng ta được kết quả bằng 3. Sau đó lấy 3 nhân ngược lên với số chia là 7, thì 3 nhân 7 bằng 21, và lấy 21 trừ 21 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 5 xuống. Chúng ta lấy 5 chia cho 7, vì 5 bé hơn 7 cho nên 5 chia 7 bằng 0. Sau đó lấy 0 nhân ngược lên với số chia là 7, thì 0 nhân 7 bằng 0, và 5 trừ 0 bằng 5. Tiếp tục chúng ta hạ 6 xuống. Bây giờ chúng ta lấy 56 chia cho 7, thì 56 chia 7 chúng ta được kết quả bằng 8. Sau đó lấy 8 nhân ngược lên với số chia là 7,
thì 8 nhân 7 bằng 56, và lấy 56 trừ 56 bằng 0. Như vậy 2156 chia cho 7, chúng ta được kết quả là 308. Thì kết quả ở đây đúng bằng 308. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 2. Bài tập số 2, người ta yêu cầu chúng ta đặt tính giờ tính. Thì câu A là 4691 chia cho 2. Thì ở đây số chia là 2, có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn một chữ số theo thứ tự từ trái sang phải của số bị chia. Đầu tiên chúng ta chọn 4, chúng ta lấy 4 chia cho 2 thì chúng ta được kết quả bằng 2. Sau đó lấy 2 nhân ngược lên với số chia là 2 thì 2 nhân 2 bằng 4, và lấy 4 trừ 4 bằng 0. Tiếp tục chúng ta sẽ hạ 6 xuống, chúng ta lấy 6 chia cho 2 bằng 3, viết 3. Sau đó lấy 3 nhân ngược lên với số chia là 2 thì 3 nhân 2 bằng 6, và lấy 6 trừ đi 6 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 9 xuống, chúng ta lấy 9 chia cho 2 bằng 4. Sau đó lấy 4 nhân ngược lên với số chia là 2 thì 4 nhân 2 bằng 8, và lấy 9 trừ đi 8 bằng 1. Tiếp tục chúng ta sẽ hạ 1 xuống, và bây giờ chúng ta có số 11. Thì 11 chia cho 2, chúng ta sẽ được kết quả là 5. Sau đó lấy 5 nhân ngược lên với số chia là 2 thì 5 nhân 2 bằng 10, và lấy 11 trừ đi 10 thì chúng ta được kết quả là 1. Như vậy 4691 chia cho 2, chúng ta được kết quả là 2345 và dư 1. Tiếp theo chúng ta làm câu B của bài tập số 2, là 1230 chia cho 3. Thì ở đây chúng ta cũng đặt tính và thực hiện phép chia như sau. Số chia là 3, có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn một chữ số theo thứ tự từ trái sang phải của số bị chia, tức là chúng ta chọn 1. Nhưng vì 1 bé hơn 3 không chia được cho 3, cho nên bắt buộc chúng ta phải chọn thêm một chữ số nữa, tức là chúng ta chọn thêm 2. Và bây giờ chúng ta có số 12, thì 12 chia cho 3, chúng ta được kết quả là 4. Sau đó lấy 4 nhân ngược lên với số chia là 3 thì 4 nhân 3 bằng 12, và lấy 12 trừ 12 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 3 xuống, chúng ta lấy 3 chia cho 3 bằng 1, và viết 1. Sau đó lấy 1 nhân ngược lên với số chia là 3 thì 1 nhân 3 bằng 3, và lấy 3 trừ 3 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 0 xuống, chúng ta lấy 0 chia 3 bằng 0. Sau đó lấy 0 nhân ngược lên với số chia là 3 thì 0 nhân 3 bằng 0, và lấy 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy 1230 chia cho 3 bằng 410. Tiếp theo chúng ta làm câu C. 1607 chia cho 4. Thì ở đây 4 là số chia có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn một chữ số của số bị chia theo thứ tự
từ trái sang phải. Đầu tiên chúng ta chọn 1. 1 bé hơn 4 không chia được cho 4, cho nên chúng ta cần phải chọn thêm một chữ số nữa, tức là chúng ta chọn thêm 6. Và bây giờ chúng ta có số 16 thì 16 chia cho 4, chúng ta được kết quả là 4, viết 4. Sau đó lấy 4 nhân ngược lên với số chia là 4 thì 4 nhân 4 bằng 16, và lấy 16 trừ 16 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 0 xuống, chúng ta lấy 0 chia 4 bằng 0. Sau đó lấy 0 nhân ngược lên với số chia là 4 thì 0 nhân 4 bằng 0, và lấy 0 trừ 0 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 7 xuống, chúng ta lấy 7 chia cho 4 bằng 1. Sau đó lấy 1 nhân ngược lên với số chia là 4 thì 1 nhân 4 bằng 4, và lấy 7 trừ 4 bằng 3. Và 3 ở đây chính là số dư của phép chia. Như vậy 1607 chia cho 4 bằng 401 và dư 3. Tiếp theo chúng ta làm câu D. Câu D chúng ta đặt tính và thực hiện phép tính 1038 chia cho 5. Thì ở đây 5 là số chia có một chữ số, cho nên chúng ta cũng chọn từ trái sang phải của số bị chia một chữ số. Tức là chúng ta chọn 1. Nhưng vì 1 bé hơn 5 không chia được cho 5, cho nên chúng ta cần phải chọn thêm một chữ số nữa, tức là chúng ta chọn 0. Và bây giờ chúng ta có số 10. Thì 10 chia cho 5, chúng ta được kết quả bằng 2. Sau đó lấy 2 nhân ngược lên với số chia là 5 thì 2 nhân 5 bằng 10, và lấy 10 trừ 10 bằng 0. Tiếp tục chúng ta hạ 3 xuống. Bây giờ chúng ta lấy 3 chia cho 5 thì 3 bé hơn 5, cho nên 3 chia cho 5 chúng ta được kết quả là 0. Sau đó lấy 0 nhân ngược lên với số chia là 5 thì 0 nhân 5 bằng 0, và lấy 3 trừ 0 bằng 3. Tiếp theo chúng ta hạ 8 xuống. Bây giờ chúng ta có số 38 thì 38 chia cho 5, chúng ta được kết quả là 7. Chúng ta không thể lấy nó bằng 8 bởi vì 8 x 5 bằng 40. 40 lớn hơn 38 không được. Vì vậy 38 chia cho 5, chúng ta chỉ có thể lấy kết quả lớn nhất là 7. Sau đó lấy 7 nhân với 5 bằng 35, và lấy 38 trừ 35 bằng 3. Và 3 ở đây chính là số dư của phép chia. Như vậy 1038 chia cho 5 bằng 207 và dư 3. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.